Hey yo, what's up? Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel YouTube của mình. Thì ngày hôm nay là ngày hoạt động trở lại của kênh FC sau gần 7 tháng dịch Covid. Thì cũng lâu lắm rồi mình cũng chưa ra video cho mọi người xem và cũng chưa làm một cái video nào về lớp học của mình. Thì ngày hôm nay mọi người hãy cùng theo chân mình đến lớp học của mình nha. Let's go! Đây mọi người xem xung quanh đây là cái lớp học KNFC của mình nha mọi người. Lớp học bóng đá thì không giới hạn mọi độ tuổi luôn. Mọi người có niềm đam mê mãnh liệt hay là rất muốn tập luyện thì mọi người hãy đến với KNFC của mình. Ê! Ê! Tôi mới vô mà. Hello, hey, yo, what's up? Hello sếp. Ngày hôm nay khai giảng trở lại cho nên là mọi người đang đăng ký rất là đông những học viên mới. Thì các bạn đăng ký ở trên hotline hoặc trên fanpage của mình nha mọi người. Còn đây là team keeper nha mọi người, team thủ môn. Team thủ môn thì bình thường khoảng mười mấy 20 bạn rồi. Nhưng mà ngày hôm nay khai giảng trở lại mình thấy ở đây có khoảng chừng 8 đến 10 bạn thôi. Thì team thủ môn của mình giống như là một cái đội bóng sinh hoạt bình thường ở ngoài đi đá trải tiền sân là mọi người, rất là đông luôn. Còn đây là team sinh hoạt lớp cơ bản nha mọi người. Lớp cơ bản cũng giống như là những cái bạn mà đang mới đăng ký vào thì sẽ tập ở đây. Nếu mà bạn nào tập luyện tốt thì sẽ qua bên kia tập chung với mình. Hoặc là những bạn nào có trình độ cao hơn thì mình sẽ gửi gắm đi một cái nơi nào đó tốt hơn nhiều chẳng hạn. Không, thấy không? Bạn mà được cổng á, sẽ không bị bắt. Các bạn sẽ với người khác, được không? Bị trước nè, ở trong đây. Ôi chơi với bắt, mình sẽ chơi chung với mọi người một chút luôn á. Có chơi luôn nha. Có chơi luôn nha. Coi nha các bạn. Chơi gì ạ? Chơi dí phải không? Ê, dí ai vậy? Mọi người ơi, không ai thèm mắt tôi hết, tôi làm biến chạy luôn mọi người. Anh em ơi, cho tôi chơi với, bắt tôi đi. Tài trợ cho cái KNFC 2 năm. Bunba là một cái nhà sản xuất thể thao chất lượng hàng đầu tại Việt Nam. Một bộ áo này thì có giá 149.000 nè. Huấn luyện viên team 2 Phan Thành Nguyễn đang cho mọi người tập những bài tập kỹ thuật mọi người. Đây thì mình thấy là tập những cái lòng trong đưa bóng đi lên. Đây tất cả là những cái học viên mới đăng ký của ngày hôm nay nha mọi người ơi. Ngày hôm nay khai giảng đầu tiên thì cái lớp bên đây là đa số là những bạn mới luôn. Đi dầm chậm tốt như bạn này nè. Đi vừa đủ lúc nào cũng kiểm soát được bóng chứ không phải đi nhanh để bóng trôi ra ngoài mình phải mất nhịp khác giữ lại. Bạn nào cảm giác được hai chân rồi thì ngưỡng cái mặt lên. Không có nhìn trái banh nữa, nhìn ít ít thôi mình hơi liếc thôi. Có mắt ở trên để nhìn đối thủ có chơi xấu không nữa. Trời ơi, Khang nó ốm kìa. Nhìn đúng ghê luôn, như là bộ xương vậy á. Wow. Em giảm bao nhiêu ký Khang? Ghê hả? À? Chưa em đúng mập luôn á anh, em đúng Khang mập luôn á. Không có theo thời gian đâu, em chơi scare phải không? Ghê hả? À? Một bây giờ là huấn luyện viên đang tập luyện cho mấy thủ môn nha mọi người. Sau một khoảng thời gian rất là dài thì thể lực của mọi người đang giảm sút rất nhiều. Ngày hôm nay sẽ là một cái buổi tập để lấy lại thể lực và cảm giác chơi bóng. Bữa nay lớp mình bắt đầu khai giảng trở lại ha. Thì thấy anh em có vẻ cũng hơi bị thèm banh. Thấy anh em sút quá. Anh em sút xong nhớ đi lượm banh nha, chứ mất không có tiền đền đâu. Mất không có banh tiền đâu, mua banh mới nha anh em. Ok, mọi người khởi động chạy mấy vòng để cho nó có chút không khí buổi tập đầu tiên đây. Rồi đi. Quá nhiều con heo cho một buổi tập anh em ơi. Một trong những nhân tài của tôi nha anh em. Tôi mà không có lợi là tôi không thể nào mà đạt được danh hiệu trong mấy cái giải đấu á.
thành viên lâu năm lớn tuổi nhất của đội nha anh em. Già nhất, nhiệt tình nhất nha. Bây giờ năm nay anh Đăng 36 tuổi rồi. Đố, từ đố ai mà 36 tuổi dám lên đây tập với tôi. Thôi đố luôn. Rồi hai hàng khởi động đứng dưới ghế đi. Hai hàng khởi động đi. Ngày hôm trước thì mình mới ra một cái video đi đá banh với bộ ba thánh bào á. Anh em đã xem chưa? Nếu mà xem rồi hãy like và subscribe kênh YouTube của mình nha. Khởi động là một cái điều rất là cần thiết trong bóng đá cũng giống như trong thể thao nha mọi người. Mọi người nên chơi thể thao nhớ khởi động thật kỹ. Thì thứ nhất là mình sẽ tránh được những cái chấn thương rủi ro, và thứ hai thì mình có thể là cơ của mình có thể hoạt động được một cái tần suất tối đa tốt nhất để cho một cái trận thi đấu hoặc là trong một cái buổi tập. Cho nên là mọi người hãy khởi động thật kỹ và nhiều trước khi vào sân hoặc là trước khi chơi một cái môn nào đó nha. Bây giờ mình còn một tiếng, chia hai team đá game một bữa đầu tiên. Thì mình tự chiến với nhau thôi, có gì đâu, team cũng mạnh mạnh mà, đá mấy chai nước uống đầu năm. Rồi từ nha. A few inches later. Đội dẫn sao? Ngày hôm nay hai bạn muốn chơi gì? Ơi, không phải quýnh nhau. Đó là em chưa có hiểu không? Okay. Em chưa thích thôi, để cho nó nóng thôi. Okay, okay. Không, không, anh em bình tĩnh, anh em bình tĩnh. Cái gì ít vậy? Đầu năm mà anh em chơi ít vậy? Khai giảng đầu tiên mà anh em chơi anh vậy? Em bao nhiêu đây rồi? Năm chai nước rồi, ai uống ai nhịn? Bây giờ đã hai lốc. Hai lốc. Hai lốc ai uống ai nhịn trời. Hai lốc 12 chai mà anh. 12 chai thì đây bao nhiêu người? Ít vậy? Rồi, ba lóc đi. Ba lóc đi. Ba lóc ơi, bên tôi không có tự tin lắm. Ba lóc ơi. Rồi ba lóc. Ba lóc. Ok, chơi hộ vui vẻ anh. Vui vẻ nha. Đù 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 đù. Một pha số 4 xoay cầm bà của Bùi Minh Phát. Và một pha phạm lỗi của Minh Trung. Đi luôn Trung ơi, mạnh lên Trung. Ui. Đây, quá hay. Hơi đau. Đồ hay. Dưới bạn ơi. Đồ. Nope. Cuối cùng thì cũng kết thúc một buổi tập của các học viên KFC rồi mọi người ơi. Một cái buổi tập và rất là nhiều tiếng cười. Sau cái buổi tập thì mình cũng có rất là nhiều phần quà dành cho các bạn trẻ cũng của các nhãn hàng tài trợ cho câu lạc bộ của mình, giống như là Neo Sport và Boom Bam nha mọi người, là hai nhà tài trợ chính thức cho câu lạc bộ Ken Futsal của mình. Bây giờ mọi người đang ngồi ở đây để chuẩn bị chơi mini game để nhận quà. Những phần quà mặc dù tuy không lớn nhưng mà rất mấy bạn trẻ rất là thích và rất là vui.
em luôn, cả nhà em luôn. Ghê, cả họ em luôn. Cả họ em. Nhớ kêu cả họ nha, em vô follow anh nha.